À, xin chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Thu Thuy. Hôm nay chia sẻ với anh chị là có một cái bài viết của một cái chị bạn trên đọc Facebook, sáng lướt Facebook thôi thấy bạn ấy chia sẻ một cái bài là cái kinh nghiệm 6 điều mà muốn làm sen của boss, mà thấy rất chỉ là hay. Chị để mà làm cái video chia sẻ lại cái nội dung của bạn đấy cho tất cả anh chị biết. Thì đầu tiên, muốn nuôi được một chú cún cưng, chú chó tuyệt vời, thì việc đầu tiên là các bạn phải có chó đã, đúng không? Và chúng ta muốn nuôi chó thì đương nhiên là chúng ta phải đi mua một con chó về chúng ta nuôi, chứ không thể nào mà chúng ta bảo là bây giờ muốn mua chó mà tự nhiên cứ muốn mà không hành động thì nó không được thôi. Thì là trong cuộc sống của chúng ta muốn một việc gì đó thì chúng ta phải hành động thì nó mới ra kết quả. Ví dụ như là tôi muốn làm video, nhưng mà tôi muốn thôi thì nó không giải quyết vấn đề gì cả. Quan trọng là tôi muốn và tôi ngồi trước máy quay, trước cái điện thoại, tôi bấm cái là bắt đầu nó lên hình và tôi đã làm được cái việc đó. Tức là gì? Là muốn nuôi một con chó thì các bạn thứ nhất là đi mua một chú chó, đúng không? Và mua một chú chó thì theo bài viết của bạn ấy, chia sẻ là mua chó thì bạn lên mua ở đâu? Thứ nhất là nơi mua chó. Đấy, thì các bạn tuyệt đối mua chó là lên mua ở những nhà, những gia đình mà có chó mẹ đẻ ra thì chúng ta mua. Đấy. Hoặc là trực tiếp chúng ta đến cửa hàng chúng ta nhập, nhưng mà chúng ta biết là nguồn gốc này, lý lịch của cái con chó đấy thì chúng ta mua về. Nhưng mà bố mẹ nó nhanh nhẹn hoạt bát thì con nó già cũng nhanh nhẹn hoạt bát, để nó kèm tiếp tục nó là những bé mà nhanh nhẹn này, khỏe mạnh và có sức khỏe, tức là có một cái quyển sổ sức khỏe để chúng ta theo dõi sau này. Thì khi chúng ta mua chó về nó phải có cái đấy, đặc biệt là nó còn dán tem và các loại vaccine phòng bệnh ngày tẩy chun sán để cho chúng ta biết. Đấy là ngày đầu tiên của bạn chia sẻ như vậy, và nó cũng đúng trùng với cái quan điểm của tôi là muốn nuôi một chú chó tuyệt vời. Thì thứ nhất là chúng ta phải mua được một chú chó tuyệt vời. Và muốn mua được chú chó tuyệt vời ở đâu thì các bạn phải đến những cái cơ sở có uy tín là một, hoặc là chúng ta đến những cái gia đình mà có chó đẻ ra mà chúng ta nuôi luôn, mua luôn. Đấy. Cái thứ hai là lên mua chó 2 tháng tuổi trở lên. Đấy. Chó 2 tháng tuổi trở lên thì nó sao? Nó nhanh nhẹn rồi, tức là qua cái giai đoạn mà bú sữa bú chiếc rồi thì chúng ta thấy là nó tốt hơn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta nuôi chó 2 tháng tuổi thì chúng ta làm sao? Nhớ nuôi có được một mũi tiêm vaccine là càng tốt, và đặc biệt là tiêm vaccine của Mỹ. Đi ra đấy, ra đây. Đấy, nhà tôi cũng nuôi một con. Hai thứ ba nữa là bạn không nên mua chó mà không có nguồn gốc. Là khi mà chúng ta mua chó, chúng ta lên mua những chú chó mà có nguồn gốc rõ ràng, đúng không? Ví dụ như chú cún nhà tôi mà nó đẻ ra xinh xắn thì chúng ta mua về thôi, thì chúng ta biết là con này nó khỏe như thế này, nó nghỉ suốt ngày thì chúng ta mua về. Thì nó hiệu quả, nó sẽ tốt hơn. Cái thứ tư bạn ấy chia sẻ là sau khi mang chó về nhà thì bạn phải đưa chú chó của bạn đến ngay phòng khám thú y có kinh nghiệm để chúng ta kiểm tra cái sức khỏe của chú chó để xem là có tốt hay không. Và khi mua về chúng ta phải mang đi kiểm tra xem là run sán là có bệnh tật gì không, chúng ta kiểm tra trước để chúng ta tiêm phòng, thì cái hiệu quả chúng ta điều trị nó sẽ tốt hơn, vâng, chúng ta nuôi sẽ tốt hơn. Và đặc biệt là có sổ theo dõi. Đấy. Hai nữa là khi mà chúng ta mua về thì chúng ta phải chuẩn bị cái chỗ cho chó ở. Đấy. Thì cái này có một cái video chia sẻ với anh chị là làm thế nào để cho chó ở rồi, đúng không? Là chúng ta phải có chỗ thoáng mát, sạch sẽ, và thường xuyên là chúng ta phun thuốc sát khuẩn bằng cái dung dịch, ví dụ là Vimen iốt chẳng hạn, iodin để cho cái chỗ đấy nó sát khuẩn. Đặc biệt tiêu diệt những cái mầm bệnh ở môi trường bên ngoài, như vậy thì chúng ta sẽ nuôi chó cái hết sức là tuyệt vời. Còn cái đặc biệt là khi mà chúng ta làm như vậy thì chó của chúng ta sẽ ít bị bệnh và nó khỏe, và chúng ta ôm ấp nó được trên tay suốt ngày, không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Cái thứ năm là bạn bảo là chế độ khẩu phần ăn, thì có một cái video chia sẻ với anh chị trong cái kênh này rồi, là khẩu phần ăn của những chú chó là như thế nào. Chúng ta lên cho chó ăn hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp, tức là chúng ta mua gói về chúng ta cho ăn, hay là chúng ta cho tự nấu, thì nó có những cái công thức thành phần. Nếu mà bạn muốn cái tự nấu thì dưới video này có một cái đường link mô tả chia sẻ về những cái công thức mà nấu ăn cho những chú cún. Các bạn có thể mua về chúng ta, không phải mua, xin lỗi anh chị, tặng cho anh chị cần lấy về chúng ta thực hành theo, thì đảm bảo chúng ta có những chú chó tuyệt vời. Và đặc biệt là chúng ta lên mang chó đi tiêm phòng, đặc biệt là tiêm phòng mà dại, thì nguyên nhân của dại rất nhiều, nên chúng ta làm cho chúng ta an toàn về sức khỏe. Đấy. Và một số các loại bệnh mà chúng ta do virus thì chúng ta không thể chữa được, thì chúng ta phải mang đi tiêm phòng để bảo đảm an toàn cho bản thân chú chó của chúng ta, và an toàn nữa là cho bản thân gia đình, người thân, con cái của chúng ta được sức khỏe. Đấy. Thì tóm lại là cái bài viết của bạn chia sẻ rất chi là hay, nên là nó sẽ giúp các bạn làm sao nuôi được một chú cún tuyệt vời. Đấy. Thứ nhất là
chọn lời để chúng ta mua chú cún. Cái thứ hai là chú cún của chúng ta mua về là chúng ta phải chăm sóc, có khẩu phần ăn đặc biệt tuyệt vời. Thứ ba là chúng ta phải tiêm phòng đầy đủ, và thứ tư là chúng ta phải vệ sinh thường xuyên để cho nó thơm tho thì chúng ta mới ôm ấp được, chứ còn không thì chúng nó bật ngoao chúng ta không thể ôm được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Chúc các bạn tìm được một lời tuyệt vời để nuôi mua những chú cún Việt tuyệt vời về cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.